xin chào quý vị và bà con nhân dân xã Nam Hải, huyện Tiên Hải. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất vui khi được có mặt tại khu di tích đền thờ An Dương Vương để cùng với bà con tham dự sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay. Đến tham dự cổ vũ và động viên cho hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, xin trân trọng được giới thiệu nhà báo Lâm Minh, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía huyện Tiền Hải, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Đỗ Trực Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Vũ Anh Chính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Phan Mai Liên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy. Về phía lãnh đạo xã Nam Hải, xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Bùi Thanh Lịch, Bí thư Đảng ủy xã. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Trương Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía Tập đoàn Thái Bình Xít, xin trân trọng được giới thiệu ông Nhâm Xuân Tùng, Phó trưởng phòng kinh doanh của Tập đoàn Thái Bình Xít. Vâng, kính thưa quý vị, đặc biệt chúng tôi cũng xin nồng nhiệt chào đón cái sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý, sự xuất hiện của các cụ cao niên đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể của xã cùng đông đảo bà con nhân dân xã Nam Hải đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho các đội chơi. Và ngay bây giờ chương trình Văn hóa làng sẽ bắt đầu khai hội với màn chào hỏi vô cùng đặc sắc đến từ hai đội, đội làng Nội Lang và đội làng Trung Hoan Thiện. Vâng, và tới tham dự cổ vũ và động viên cho hai đội của chúng ta thì các quý vị đại biểu khách quý cũng có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho sân chơi văn hóa làng cũng như hai đội chơi của chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ lên tặng hoa chúc mừng cho ban tổ chức sân chơi văn hóa làng. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thanh Lịch, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hải sẽ lên đón nhận. Xin trân trọng kính mời. Chào đội bàn tham gia. À, đứng thi tài múa hát thơ ca, hiểu thêm biết bao điều mới lạ. Chủ trương đường lối của Đảng ta, cùng vui, cùng chơi, cùng học hỏi. À, những mô hình điểm cách làm hay, khéo tuyên truyền chung sức dựng xây. Nam Hải quê mình ngày thêm đổi mới.
quê hương anh nơi Thiện Hải. Nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mài hát bốn mùa, nghe tiếng trống năm 30 còn ấy đông đến bây giờ. Trong đồng đất bao la, à, tiếng hai quê ta là biển bạc, mà tới hôm nay mới thật xứng với tên mình, mà tới hôm nay mới thật xứng với tên được cảm ơn bà con của đội làng đã mang tới cho sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay một tiết mục chào hỏi vô cùng là tuyệt vời. Vậy thì ngày hôm nay đến với sân chơi văn hóa làng thì bà con của đội làng nội lang muốn gửi gắm một thông điệp gì ạ? Qua cái sân chơi ngày hôm nay thì bà con nhân dân thôn nội lang chúng tôi cũng như cái nguyện vọng của toàn thể bà con nhân dân xã Nam Hải nói chung, mong muốn một điều rằng sân chơi càng ngày càng được phát triển nhiều hơn nữa, để ngoài cái giờ học, lao động, học tập
thì bà con có một cái sân chơi đầy bổ ích và lý thú. Và cũng xin cho phép tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền cũng như Đài Truyền hình Thái Bình đã tổ chức cho bà con nhân dân xã Nam Hải chúng tôi một sân chơi tuyệt vời và hoàn toàn có ý nghĩa. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tình cảm mà bà con của đội làng Nội Lang đã gửi tới cho sân chơi văn hóa làng của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn bà con rất nhiều. Làng tôi hôm nay sao rộn ràng, đường làng vừa đẹp vừa lại sáng tươi. Lấy là ánh sáng âm thanh nghe sao rộn ràng, lấy là bàn ghế hoa tươi băng rôn cầu hiệu. Làng tôi rộn ràng, rộn ràng, rộn ràng. Đại biểu đến với sân chơi văn hóa nàng Trung An Thiện, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình hôm nay, nàng chúng tôi xin cùng đội bạn nối vòng tay lớn cùng nhịp đập con tim. Chúc sân chơi văn hóa nàng thành công rực rỡ. Vâng, và vừa rồi đó là một màn chào hỏi vô cùng đặc sắc đến từ các thành viên của đội làng Trung An Thiện. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, và hôm nay đến với sân chơi này thì chúng tôi rất phấn khởi vì thôn làng chúng tôi và cả xã Nam Hải trong 2 tuần qua được sống trong cái không khí lễ hội rất là vui vẻ, và nhất là hình ảnh quê hương Nam Hải thân yêu của chúng tôi được quảng bá trên truyền hình, được đến với các huyện bạn, tỉnh bạn và đến với khắp đất nước và cả ra nước ngoài nữa ạ. Rất phấn khởi ạ. Vâng, và khi đến với sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay thì chị có muốn gửi đến thông điệp gì đến cho các đội chơi không ạ?
Vâng, đến với đội sân chơi hôm nay thì xin gửi tới hai đội lời chúc là đoàn kết, tự tin và cả hai đội cùng chiến thắng ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi nhà nông đua tài. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, vùng đất Nam Hải là một trong những làng cựu với bề dày văn hóa và truyền thống, với rất nhiều những di tích lịch sử được gìn giữ và những cây di sản hàng trăm năm. Thế nên khi về với Nam Hải có rất là nhiều những món ăn nổi tiếng như là nước mắm tép hay là món cuốn cực kỳ nổi tiếng của vùng đất này đấy ạ. Vâng ạ, món cuốn mà anh Minh vừa nói theo cách gọi của người dân nơi đây đó là món cuốn Nam Hải đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy. Thưa quý vị, thưa bà con, ở trong phần thi này hai đội của chúng ta sẽ thực hiện các công đoạn. Trong thời gian là 20 phút, chúng tôi sẽ căn cứ vào kết quả của hai đội đó là tính kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng của những món cuốn được làm để xác định xem đội nào sẽ giành chiến thắng ở trong phần thi này. Nói lên món cuốn của xã Nam Hải thì đã có từ rất là lâu đời. Nhiều nơi thì bây giờ là người ta cũng có cuộn cuốn, nhưng mà riêng đối với món cuốn Nam Hải thì rất là đặc biệt. Cái đặc biệt ở cái chỗ là riêng món cuốn ở xã Nam Hải thì đã được lưu truyền từ nhiều đời nay. Đến bây giờ thì có thể nói là cái thế hệ càng về sau thì phát huy cái truyền thống của cha ông, thì miếng cuốn ngày nay là nó tinh tế hơn và nó đẹp hơn. Nó kết tinh cái sản phẩm và cái sự khéo léo của người dân Nam Hải gửi trong cái miếng cuốn đó. Có thể nói là riêng đối với món cuốn Nam Hải thì điều quan trọng nhất đó là, một là chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu, cái thứ hai là cái sơ chế và nguyên cuốn, cái thứ ba là pha chế nước chấm. Thì riêng về vấn đề chuẩn bị nguyên liệu thì riêng món cuốn ấy, thì là có một số cái nguyên liệu chính hết sức quan trọng, đó là củ hành. Riêng chọn về củ hành thì phải là chọn củ hành trắng, củ không già, không lon và lá là phải xanh. Cái thứ hai là về phải chọn cái thịt ba chỉ, không có nhiều lạc quá nhưng mà cũng không ít mỡ quá. Cái nguyên liệu thứ ba là để cho miếng cuốn nó thơm, nó vàng, nó đẹp thì là phải chọn cái trứng gà mà ngày xưa các cụ gọi là trứng gà ta đấy. Là khi là đánh ra là phải quấy thật đều. Cái trứng gà nếu mà quấy không đều thì khi tráng thì nó sẽ bị chỗ đỏ, chỗ trắng. Và nếu mà khi chúng ta quấy đều tráng ra trứng gà thì nó sẽ vàng đều, và khi cắt nó sẽ không bị vỡ đấy. Và một cái điều thứ tư nữa đó là chúng ta phải pha chế cái nước chấm. Riêng đối với món cuốn ở Nam Hải thì là phải chấm với mắm tép Nam Hải. Và còn cái cách thưởng thức cuốn ấy, thì là phải chấm ngập 2/3 miếng cuốn vào bát mắm, sau đó là bắt đầu đưa ra thưởng thức. Và đặc biệt của cái món cuốn của Nam Hải, món cuốn Nam Hải là ăn là nó phải thứ nhất là giòn, thơm này, ngon, bùi ngậy và có thể nói là ăn nhiều cũng không chán. Đấy là cái đặc trưng của cái món cuốn xã Nam Hải này như vậy. Vâng, thưa quý vị, cách chế biến và quy trình để có thể tạo nên một miếng cuốn ngon và đòi hỏi rất là nhiều những kỹ thuật và rất nhiều công đoạn khác nhau ạ. Đặc biệt đó là nước chấm phải là bằng nước chấm của nước mắm tép Tiền Hải. Đó là một trong những nét đặc trưng của địa phương này đấy ạ. Và chúng tôi rất muốn được nghe thấy những tiếng cổ vũ từ phía các cổ động viên hai đội. Vâng ạ, rất sôi động ạ. Trung An Thiện thì khẩu hiệu là gì ạ? Trung An Thiện hết nước chấm. Vâng ạ, vô cùng tuyệt vời. Vâng, chúng ta đang đến với phần thi làm cuốn diễn ra giữa hai làng, đội làng Trung An Thiện và đội làng Nội Lang. Thế nhưng mà lúc này quý vị và bà con có thể thấy là tinh thần thi đấu của hai đội rất là cao. Hai đội đều thể hiện một cái tinh thần quyết chiến, quyết thắng ở trong phần thi này. Trung An Thiện
thiện. Không chỉ có các chị đâu ạ, mà chúng tôi thấy là các anh của cả hai đội cũng rất là khéo léo với phần thi này. Chúng ta chỉ còn 2 phút nữa thôi, hai đội cố gắng lên. Vâng ạ, chỉ còn 2 phút nữa thôi ạ. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Vâng, xin mời hai đội của chúng ta dừng tay ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, như vậy phần thi làm gốm diễn ra giữa hai đội Trung An Thiện và đội làng Nội Làng đã kết thúc. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi ý kiến nhận xét từ phía ban giám khảo. Vâng, ban giám khảo đang nếm hương vị của món cuốn của đội làng Trung An Thiện ạ. Món cuốn của làng Trung An Thiện như thế nào ạ? Rất ngon, hợp khẩu vị và đúng như thế. Rất là ngon. Rất ngon, hợp khẩu vị ạ. Và được bày trí rất là đẹp. Vậy thì xin mời bác sẽ đến với sản phẩm của đội làng Nội Làng ạ. Của món cuốn gọi làng Nội Làng. Ban giám khảo chúng tôi thấy nhận xét như thế này. Thứ nhất, trong một cái khoảng thời gian do ban tổ chức đã ấn định thì hai đội đã có thể nói là có rất nhiều cố gắng và thể hiện hết cái tài năng, và đồng thời là những cái vấn đề gì mà đã được truyền nối lại từ cha ông là đã thể hiện hết trong hai cái sản phẩm phần thi của hai đội. Thế thì ban giám khảo chúng tôi nhận xét như thế này. Thứ nhất ý, là về mặt số lượng thì chúng tôi thấy là đội Trung An Thiện là có cuốn được nhiều cuốn hơn là đội Nội Nam Bắc. Đấy là về vấn đề gì? Thứ hai là chúng tôi thấy là về mặt hình thức thì là đội Nội Nam Bắc thì có nhỉnh hơn đội Nàng Nội Nam Bắc. Thì có nhỉnh hơn là đội Trung An Thiện một chút. Đấy là cái thứ hai. Vâng. Thứ ba là về vấn đề nước chấm. Thì chúng tôi thấy rằng là nước chấm của hai làng, làng Trung An Thiện và làng Nội Làng là tương đương nhau về mặt chất lượng cũng như là hình thức và thể hiện được cái mùi vị đặc trưng. Đấy. Và cái thứ ba là thưởng thức miếng cuốn thì chúng tôi thấy rằng là hai đội, cuốn của hai đội là có chất lượng tương đương nhau, có thể nói ăn rất là giòn và rất là ngon, và có thể nói đúng là một cái sản phẩm truyền thống của địa phương. Thế về phần là nhận xét và chấm điểm thì chúng tôi ban giám khảo nhận xét chấm điểm là cho hai đội mỗi đội 10 điểm. Và như vậy là cả hai đội đều giành chiến thắng trong phần thi này, đúng không ạ? Vâng ạ, xin được chúc mừng cho cả hai đội và xin những tràng pháo tay thật nhiệt tình của quý vị và bà con ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn giám khảo đã giúp cho chúng tôi có đưa ra những kết quả rất là khó khăn trong phần thi làm món cuốn ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà con hai đội rất nhiều. Xin mời quý vị và bà con sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo, phần thi kiến thức nhà nông. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, ở trong phần thi này thì hai đội của chúng ta sẽ trải qua 5 câu hỏi. Trong thời gian là 10 giây suy nghĩ, đội nào đưa ra phần trả lời trước, đội đó sẽ giành quyền trả lời trước. Và chúng tôi xin hỏi hai đội của chúng ta đã sẵn sàng để bước vào phần thi này chưa? Vâng ạ, xin được giới thiệu với quý vị và bà con giám khảo trong phần thi này, đó là ông Nhâm Xuân Tùng, Phó trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Thái Bình Xít, người sẽ giúp cho chúng ta đưa ra những câu trả lời, những sự nhận xét chính xác nhất ạ. Xin được mời. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho hai đội.
Câu hỏi có nội dung như sau. Theo bà con, thu hoạch lúa vào thời điểm nào là thích hợp nhất? 15 giây, bắt đầu! Vâng, rất là nhanh. Và bây giờ quyền trả lời sẽ thuộc về đội làng Nội Làng. Xin mời. Tôi xin thay mặt cho đảng Nội Làng xin được trả lời câu hỏi như sau. Đối với, tùy thuộc vào thời tiết, đối với nhóm lúa nếp nên thu hoạch trên 87% tổng số hạt đã chín. Đối với nhóm lúa chất lượng thì ta nên thu hoạch sớm hơn vào khoảng thời gian là 90% số bông và số hạt đã vàng. Còn đối với nhóm lúa chất muộn thì ta nên thu hoạch muộn hơn và khi lúa chín hoàn toàn 95% tổng số bông và số hạt đã vàng. Câu hỏi của đảng Nội Làng trả lời đến đây đã hết ạ. Vâng, đó là câu trả lời đến từ đội làng Nội Làng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo của phần thi này. Xin được mời ông Nhâm Xuân Tùng. Kính thưa bà con, thì cái việc thu hoạch lúa là một cái khâu hết sức quan trọng trong cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta. Và tùy theo cái mục đích sử dụng mà chúng ta và tùy theo từng loại giống, chúng ta có thể là cái thời điểm thu hoạch khác nhau. Đối với giống lúa nếp, mà nếu mà nếp mà làm cốm thì chúng ta sẽ thu hoạch sớm hơn. Nhưng mà cái nếp làm cốm thì nó chỉ là ở những cái vùng đặc sản và cái diện tích rất là ít thôi. Thế còn đối với những cái giống lúa nếp mà chúng ta thu hoạch để làm lương thực, để có thể gói bánh hay là để làm bánh chưng, thì cái thời điểm thu hoạch là khoảng 87% các cái bụng lúa đã chín. Đối với những cái nhóm lúa thuần, lúa để thu hoạch để làm lương thực thì thời điểm thu hoạch là khoảng trên 90% là chúng ta có thể thu hoạch được. Và bà con hết sức lưu ý là trong điều kiện thời tiết vụ mùa thì hay có cái hiện tượng là mưa gió cuối vụ, cho nên là lúa là dễ bị nảy mầm trên bông hoặc là thời tiết nó không thuận lợi cho thu hoạch. Cho nên là tùy điều kiện thời tiết mà bà con hãy chọn cái thời điểm thu hoạch cho hợp lý, và lúa chín từ 90 đến 95% là chúng ta hãy thu hoạch. Và phương châm của chúng ta thu hoạch trong vụ mùa đó là xanh nhà hơn già đồng. Và câu trả lời của làng Nội Làng là hoàn toàn chính xác ạ. Xin được cảm ơn ông Nhâm Xuân Tùng và chúng tôi xin chúc mừng cho đội làng Nội Làng đã đưa ra một đáp án trả lời rất chính xác. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 ạ. Để gạo giữ được phẩm chất thơm ngon, hạt gạo trong và ít bị gãy, cần phải phơi thóc qua mấy giai đoạn? 15 giây bắt đầu! Rất là nhanh, đã ra gõ trống trước và cơ hội trả lời sẽ dành về cho đội Trung An Thiện. Vâng, làng Trung An Thiện chúng tôi xin được trả lời câu hỏi. Để giữ được phẩm chất hạt gạo thơm ngon, rộng, không bị gãy, trước hết phải phụ thuộc vào thời tiết và có hai giai đoạn phơi thóc. Giai đoạn 1, làm tre vỏ, đổ thóc dày từ 10 đến 12cm, thường xuyên đảo đều. Giai đoạn 2, đổ thóc mỏng, thường xuyên đảo đều và cho thóc khô dần. Câu trả lời của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn. Kính thưa bà con, thì cái việc phơi thóc để đảm bảo được cái chất lượng đó là một trong những cái việc mà rất là quan trọng trong cái việc thu hoạch lúa của bà con, đặc biệt là trong vụ mùa. Thì câu trả lời của làng Trung An Thiện là trải qua hai giai đoạn. Thứ nhất là làm khô vỏ và thứ hai là làm phơi đều thóc và đảo đều. Thì câu trả lời của làng Trung An Thiện là hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng ạ. Chúng tôi cũng rất là vui mừng, chúc mừng cho đội làng Trung An Thiện đã đưa ra một câu trả lời chính xác. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 dành cho hai đội. Vâng, câu hỏi số 3 có nội dung như sau ạ. Bà con hãy cho biết tên hai loại gạo đã đạt giải nhất trong cuộc thi gạo ngon năm 2022 của tập đoàn Thái Bình Xít ạ. 15 giây bắt đầu. Vâng, rất là nhanh, chúng tôi xin chúc mừng cho đội làng Nội Làng đã giành quyền trả lời. Xin mời. Dạ vâng, tôi xin đại diện cho đội làng Nội Làng xin được trả lời câu hỏi như sau. Hai loại gạo ngon được giải nhất năm 2022 của Thái Bình Xít đó là TBR39 và nếp Asao ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin mời phần nhận xét ạ. Vâng ạ, kính thưa bà con, là trong năm 2022 thì Thái Bình Xít vinh dự đạt giải nhất trong cuộc thi gạo ngon Việt Nam, đó là
TBR39 là giành giải nhất trong cuộc thi gạo ngon, gạo thơm ngon nhất Việt Nam. Và nếp A Xào là giành giải nhất trong cuộc thi là gạo nếp ngon nhất Việt Nam năm 2022. Và xin chúc mừng làng Nội Lang ạ. Rất là xuất sắc. Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng cho đội làng Nội Lang đã đưa ra một câu trả lời chính xác. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 ạ. Bà con cho biết đặc điểm của giống lúa BC15 mà bà con đang gieo trồng. 15 giây bắt đầu. Rất là nhanh. Cơ hội đã thuộc về đội làng Trung An Thiện. Xin mời. Câu trả lời của làng Trung An Thiện là giống lúa BC15 đã chuyển gen kháng đạo ôn, cho nên là giống BC15 chống chịu đạo ôn tốt, chất lượng gạo dẻo thơm và bán được giá cao và dễ bán. Câu trả lời chúng tôi đến đây là hết. Chúng ta hãy cùng chờ đợi phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời ạ. Câu trả lời của làng Trung An Thiện là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng đội làng Trung An Thiện đã có một câu trả lời rất chính xác ạ. Vâng, và trải qua 4 câu hỏi thì cả hai đội đã đều thể hiện đội mình là những đội có kiến thức rất là chắc trong nông nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với câu hỏi số 5 để có thể sẽ là phân định xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng trong phần thi này. Bà con hãy cho biết đặc điểm của giống lúa TBR225 mới mà bà con đang gieo trồng. 15 giây bắt đầu. Vâng ạ, rất gay cấn đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Chúng tôi chưa từng thấy phần thi kiến thức nào lại gay cấn và quyết liệt như phần thi này. Mà không ngờ rằng là thành viên nữ lại chiến thắng thành viên nam trong phần giành cơ hội đánh trống đúng không ạ? Và như vậy, ở trong câu hỏi này thì chúng tôi xin mời phần trả lời sẽ thuộc về đội làng Trung An Thiện. Xin mời. Giống lúa TR225 là một giống lúa chống bệnh bạc lá, cho chất lượng dẻo, thơm ngon, có vị đậm, với năng suất cao, giá thành bán cao và rất dễ bán. Câu trả lời của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu. Vâng, đó là đáp án của đội làng Trung An Thiện. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Vâng, kính thưa bà con, thì giống lúa TBR25 thì cũng là một trong những cái giống lúa bản quyền của tập đoàn Thái Bình Seed và được gieo trồng rất là phổ biến ở rất là nhiều vùng miền trên cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình chúng ta. Thì TBR25 thì là một cái giống mà cho năng suất cao, chất lượng gạo rất ngon và rất là dễ tiêu thụ. Đặc biệt là chúng tôi đã chuyển thành công gen kháng bạc lá cho giống lúa TBR25, giúp cho giống lúa TBR25 chống chịu với bệnh bạc lá tốt hơn. Và BC15 và TBR25 là hai giống lúa mà đạt thương hiệu sản phẩm quốc gia. Lần đầu tiên một giống cây trồng mà đạt được cái sản phẩm thương hiệu quốc gia. Thì đây là hai cái sản phẩm rất là tốt. Và câu trả lời của làng Trung An Thiện là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng ạ. Vâng, rất là xuất sắc với phần trả lời của mình. Và chúng tôi một lần nữa xin chúc mừng cho đội làng Trung An Thiện đã giành chiến thắng ở phần thi kiến thức nhà nông. Xin chúc mừng đội làng Trung An Thiện. Vâng, cũng rất là cố gắng và xuất sắc ở trong phần thi này thì đội làng Nội Lang cũng rất xứng đáng nhận một tràng vào tay cổ vũ đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bà con hai đội rất là nhiều và bây giờ thì xin mời bà con hai đội của chúng ta hãy trở lại vị trí của mình để chuẩn bị đến với những phần thi vô cùng hấp dẫn sẽ diễn ra sau một ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với một phần thi dành cho tất cả các cổ động viên đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin mời Cao Minh. Vâng. Quý vị và bà con có muốn nhận quà không ạ? Vâng ạ, hãy lắng nghe câu hỏi của tôi ạ. Năm 2022, tập đoàn Thái Bình Seed có hai giống lúa đạt giải sản phẩm thương hiệu quốc gia. Bà con có thể cho biết đó là hai giống lúa nào không ạ? Vâng ạ, chúng ta có 15 giây để bắt đầu ạ. Vâng, đây cũng là một câu hỏi kiến thức và chúng tôi muốn dành cơ hội cho những cổ động viên rất là nhiệt tình đang có mặt tại đây để cổ vũ cho hai đội. Đây là một câu hỏi liên quan tới sản xuất nông nghiệp và chúng tôi xin mời những cánh tay của bà con ạ. Chúng ta hãy đưa ra câu trả lời, đưa ra đáp án để nhận phần quà từ nhà tài trợ. Xin mời bà con. À, xin mời em.
Xin mời em, một em nhỏ giơ tay rất là cao. Xin mời em lên đây. Xin mời phần trả lời của em. Thân thưa các kẻ, các quý vị đại biểu, khán giả, hai loại giống lúa được đạt thương hiệu quốc gia là giống lúa TBR225 và BC15 ạ. Một câu trả lời rất là rõ ràng, và sau đây hãy cùng chờ đợi xem là ban giám khảo sẽ nhận xét như thế nào về phần trả lời của em nhé. Vâng ạ. Vâng ạ, xin được mời ban giám khảo ạ. Vâng, rất là vui mừng với lại một bạn nhí rất là nhỏ nhưng mà có cái sự tìm hiểu, và một em nhỏ được sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, gắn bó với nông nghiệp và hiểu biết về nông nghiệp. Thì xin chúc mừng em với câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Rất là tuyệt vời, một em nhỏ, một cổ động viên đã tới tham gia cổ vũ cho hai đội chơi và cũng đã đưa ra một phần trả lời rất là chính xác. Xin chúc mừng cho em, và đây sẽ là phần quà dành cho em trong khi tham gia vào phần chơi dành cho khán giả ngày hôm nay nhé. Và xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay nữa để cổ vũ cho khán giả nhí rất tuyệt vời của chúng ta. Giống lúa TBR225 mới là sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, thuộc bản quyền của tập đoàn Thái Bình Seed. Giống lúa TBR225 đã được chuyển gen kháng bệnh bạc lá, có khả năng chống chịu với bệnh bạc lá tốt hơn mà vẫn giữ nguyên được những đặc tính tốt của giống. Thời gian sinh trưởng ngắn, có khả năng chịu rét rất tốt, năng suất cao đạt từ 8 đến 10 tấn trên 1 hecta. Đặc biệt, TBR225 mới có tỷ lệ gạo xay sát cao, gạo trong, cơm mềm đậm, có mùi thơm đặc trưng, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhiều địa phương trong cả nước đã chọn TBR225 để xây dựng thương hiệu gạo. Vì vậy, TBR225 được mệnh danh là giống lúa nâng cao thương hiệu gạo Việt. Bà con nông dân mua hàng xin liên hệ với các đại lý của tập đoàn Thái Bình Seed trên toàn quốc. Giống lúa BC15 của Thái Bình Seed đã được cải tiến với nhiều đặc tính vượt trội, khả năng chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, khả năng thích ứng rộng, phù hợp trên nhiều chất đất, đẻ nhánh khỏe, có khả năng phục hồi mạnh sau thiên tai. BC15 có năng suất và tỷ lệ gạo xay sát cao, chất lượng gạo ngon, cơm mềm đậm, được các thương lái thu mua với giá cao. Với nhiều đặc tính nổi bật trên, BC15 xuất sắc trở thành sản phẩm thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Để đảm bảo khả năng chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, bà con nông dân không dùng thóc gia đình mình sản xuất từ vụ trước để làm giống cho vụ sau. Bà con nông dân mua hàng xin liên hệ với các đại lý của tập đoàn Thái Bình Seed trên toàn quốc. Rộn ní nghi đàn nghe em mi hát.
quý vị, thưa bà con, chúng ta vừa trải qua những phần thi vô cùng là sôi nổi và hấp dẫn diễn ra giữa hai đội, đội làng Nội Lang và đội làng Trung An Thiện. Bây giờ hai đội sẽ bước vào phần thi cuối cùng, phần thi về đích trong sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay có tên gọi Vui Cùng Nhà Nông. Ở trong phần thi này, hai đội sẽ phải thể hiện được sức mạnh, kỹ thuật và sự khéo léo của mình như bà con đứng trước nơi đầu sóng ngọn gió trên hành trình vươn khơi bám biển của mình thông qua một trò chơi vô cùng hấp dẫn được mang tên Cầu Lắc. Vâng ạ, tôi xin được phổ biến luật chơi như sau ạ. Mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên đứng trên cây cầu này và trong thời gian 3 phút, đội nào có số thành viên trụ lại trên cây cầu nhiều hơn thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng ạ. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 lượt để xác định đội nào là đội giành chiến thắng trong phần thi này ạ. Hai đội đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Vâng ạ, những cổ động viên của hai đội đã sẵn sàng để tham gia cùng với hai đội chơi chưa ạ? Vâng ạ, xin được mời đội làng Trung An Thiện xem vào vị trí ạ. Vâng ạ. Vâng. Thưa bà con, trước khi hai đội của chúng ta thi đấu thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu các thành viên mặc áo màu vàng đại diện cho đội làng Nội Lang và các thành viên mặc áo màu đỏ đại diện cho đội làng Trung An Thiện. Và bây giờ họ sẽ bước vào vị trí của đội mình để chuẩn bị bắt đầu phần thi cầu lắc. Vâng, và xin mời hai đội bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Nào, hãy bằng kinh nghiệm, kỹ thuật và sức mạnh của mình. Vâng ạ, liệu rằng các thành viên của đội làng Trung An Thiện hay làng Nội Lang sẽ giành chiến thắng cho con tin này đây ạ? Vâng ạ, những cổ động viên của đội làng Nội Lang đâu rồi ạ? Những cổ động viên của đội làng Trung An Thiện đâu rồi ạ? Vâng ạ, cây cầu này được mô phỏng như là những người nông dân đang vươn khơi bám biển đấy ạ, đầu sóng ngọn gió ạ. Của đội làng Trung An Thiện đã không thể trụ lại trên cây cầu và đã rơi xuống hồ rồi ạ. Vâng ạ. Vâng, và đội làng Nội Lang tỏ ra rất là vững chắc trong thế đứng của mình đấy ạ. Đâu ai đây? Nội Lang. Chúng ta không được bám vào tên cầu đâu ạ. Một thành viên nữ đại diện cho hai đội. Mười giây. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Vâng. Như vậy, hai đội của chúng ta tạm hòa ở lượt thi đấu đầu tiên. Vâng, và các thành viên đang bước vào vị trí chuẩn bị để cùng đến với lượt thi số 2.
Vâng, chưa đến một phút và toàn bộ thành viên của đội làng Trung An Thiện của chúng ta đã bật khỏi cây cầu rồi. Như vậy ở lượt thi thứ hai thì thành viên của đội làng đội làng đã giành chiến thắng ạ. Tỷ số hiện tại đang nghiêng về đội làng Nội Làng với tỷ số 2-1. Vâng, lượt thi thứ ba bắt đầu. Vâng ạ, chúng ta cùng đến với lượt thi thứ ba. Quý vị, thưa bà con, đây là người đã mang về chiến thắng cho đội làng Nội Làng ở phần thi cầu lắc ạ. Vâng, thưa chị, cảm xúc hôm nay của mình như thế nào khi mang lại chiến thắng cho đội nhà? Là đây là lần đầu tiên là em đi quốc lịch cầu lắc là lần đầu tiên ạ. Hôm nay là giành chiến thắng về cho đội làng mình là rất là vinh dự ạ. Vâng ạ. Trong những lần sau, một lần nữa xin được chúc mừng cho đội làng Nội Làng đã giành chiến thắng ở phần thi cầu lắc. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau trải qua phần đi cầu lắc rất căng thẳng và cũng rất vui nhộn, đúng không ạ? Và phần thi thì không chỉ thể hiện sự dẻo dai vững sức như cách người dân Tiền Hải đứng trước sóng gió ở ngoài khơi, mà còn mang lại những tiếng cười giòn giã cho tất cả quý vị và bà con ạ. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tăng độ khó cho các thành viên của hai đội thông qua trò chơi được mang tên cướp cờ trên cầu bay. Vâng ạ, thể lệ của luật chơi như sau ạ. Mỗi đầu chơi sẽ có 10 người xếp hàng lần lượt ở hai đầu cầu. Khi hiệu lệnh vang lên thì từng người sẽ đi nhanh tới giữa cây cầu để lấy chiếc cờ đúng với màu áo của mình, đưa cho thành viên tiếp theo.
Sau khi nhận được cờ, thành viên tiếp theo mới được xuất phát. Và sau 10 phút, đội nào lấy được nhiều cờ hơn, mang về an toàn, không bị rơi xuống nước thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng ạ. Xin hỏi các thành viên hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Vâng, và bây giờ xin mời bà con hai đội chúng ta bước vào vị trí của mình ạ và chờ hiệu lệnh của chúng tôi ạ. Tôi đã chuẩn bị hai màu cờ đỏ của đội làng Trung An Thiện và đội cờ xanh của đội làng Nội Lang. Chúng ta sẽ bắt đầu được không ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng ạ, gừng càng già càng cay đấy ạ. Vâng, đúng là trò chơi này còn khó hơn rất là nhiều. Khi mà ngay từ những phút đầu hai đội của chúng ta di chuyển tới vị trí lấy cờ thì cái chặng đường để lấy cờ thì đã trở nên khó khăn rất nhiều. Vâng ạ, và đội làng Nội Lang đã lấy được 2 chiếc cờ rồi ạ. Đội làng Trung An Thiện cũng đang cầm về chiếc cờ thứ 2 cho thành viên của đội mình ạ. Về mặt tốc độ thì theo như quan sát của tôi thì đội làng Nội Lang đang có một ưu thế nhìn hơn một chút ạ. Vâng ạ, không bám vào thành cầu đấy kia. Không bám vào thành cầu ạ. Vâng ạ, không được bám vào thành cầu, chúng ta hãy tuân thủ luật chơi ạ, và fair play ạ. Chúng tôi sẽ căn cứ vào số lượng cờ mà hai đội lấy được để xác định xem đội nào sẽ giành chiến thắng ở phần thi này. Rất gay cấn ạ. Vâng. 3, 2, 1. Hết giờ. Như vậy là phần thi cướp cờ trên cầu bay của chúng ta đã kết thúc. Và phần thắng đã thuộc về đội làng Trung An Thiện. Xin chúc mừng đội làng Trung An Thiện. Trái xanh tươi lúa mùa chịu hạn, những cánh đồng thẳng cánh cò bay chờ mới đông vui râm ran đường làng. Nam Hải hôm nay
nước dâng đầy chuyển sang nơi vây, tôm cá đầy khoang chợ phiên nhộn nhịp, hương cõi thơm nồng cùng đôi chiếu hoa, những chuyến hàng đi để lòng ai nhớ. Quê ta xưa đói nghèo cùng theo đàn gọi, nay tương lai sáng ngời là Nam Hải ta đó, nghe xôn xao tiếng cười nội nàng thục thiền, chuông ngân vang sớm chiều, người về, người về Nam Hải yêu thương. Chùa đông đổ rộn rã ngân vang, phấp phới cờ bay cách mạng đã về, sông Hồng hiên ngang dâng con sóng lớn, diệt tan tàu giặc bên đã đi qua. Quay đê đất biển dựng đất làng ta, xem đá đêm trăng những lời ước hẹn, đêm đông thành rực rỡ cờ hoa, ngày lễ nơi nơi chung vui mở hội. Anh điện lung linh, nhà cao lồng gió, an tứ an hạ dệt cõi đan mây, yêu những bàn tay dựng xây làng nghề, yêu những con người giảng xanh nước non, trên đất Tiền Châu còn vang câu hát. Yêu sao những cánh đồng ngày đêm chuyển mình, vươn lên qua đói nghèo cùng hướng về tương lai, nghe âm vang đất trời làng quê mở hội, ai đi xa nhớ về, lại về, lại về Nam Hải yêu thương. Nam Hải hôm nay đi trên đường mới, con nước dâng đầy thuyền sang lưới vây, tôm cá đầy khoang chợ phiên nhộn nhịp, hương cõi thơm nồng cùng đôi chiếu hoa, những chuyến hàng đi để lòng ai nhớ. Quê ta xưa đói nghèo cùng theo đàn gọi, nay tương lai sáng ngời là Nam Hải ta đó, nghe xôn xao tiếng cười nội nàng thục thiền, chuông ngân vang sớm chiều, người về, người về Nam Hải quê, lại về, lại về Nam Hải yêu thương. Kính thưa quý vị và bà con, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả thi trong ngày hôm nay. Trải qua các phần thi và đội Trung An Thiện đã là đội giành xuất sắc để chiến thắng trong phần thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng các thành viên của đội làng Trung An Thiện ạ. Vâng, cũng rất là cố gắng trong sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay. Chúng ta cũng không quên dành một tràng vỗ tay cổ vũ để chúc mừng cho các thành viên đến từ đội làng Nội Làng. Quý vị, thưa bà con, sân chơi văn hóa làng được thực hiện tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, diễn ra giữa hai đội, đội làng Trung An Thiện và đội làng Nội Làng đã kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!